Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay mình lại đến với cái series khá là quen thuộc nha, về thành phố rồng. Và bạn nào đang cần mở những cái gói VIP trong game thì các bạn có thể liên hệ với Hentai nha. Mình mở thì cái giá trong game và kèm thêm một ít phí nữa nha mọi người. Wow, những cái bé rồng khá là xịn sò và đặc biệt luôn. Rồi, và mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên mọi người không có lo. Nhà phát hành ba nít là sẽ khóa nít các bạn nha. Chỗ này thì Hentai cũng có bán những cái nít Dragon City cho các bạn luôn ha. Anh em nào đang cần những cái nick để chơi game thì các bạn có thể ghé vào trang web của mình là trang hentaichannel.com nha mọi người. Rồi các bạn thích cái nick nào thì các bạn cứ việc inbox trực tiếp với Hentai qua Facebook luôn nha. Rồi chỗ này thì anh em mình sẽ đến với khu vực list và chúng ta còn phải win vô kèo luôn. Rồi tới công chuyện đây. Wow, mình đang chiến với một các bạn level là 124 nha. Action. Rồi, đầu tiên thì với khả năng đặc biệt thì thôi anh em mình sẽ nhờ đến tình viên này đi ha. Hên thì kích hoạt khả năng miễn nhiễm sát thương, nhưng mà phải ép tem bạn xuống một cái lượng máu vừa đủ thì nó mới kích được nha các bạn. Còn lượng máu tem bạn mà nó còn nhiều quá thì anh em mình không có kích được cái miễn nhiễm ấy. Rồi, lượm nhẹ tem bạn. Wow, 19.000. Đúng là chiêu đặc biệt là nó có búp thêm đam nha mọi người. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ lượm nhẹ với... Thôi, thêm một lượt đánh luôn. Wow, hồi sinh cho đồng đội luôn hả? Căng nhờ. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với bé voi. Ê, khoan đã. Tình hình này không ổn cho lắm nha. Tình hình này là mình thấy nó khá là căng đó các bạn. 130.000 máu. Rồi, lần này thì sẽ đến với bé voi đi hen. Đó, thành viên tiếp theo 5 sao luôn các bạn ơi. Con này nhìn cũng ngầu phết. Victor, ui chà. Bây giờ mới chịu kích hoạt khả năng đặc biệt của cái dòng Insane đây các bạn ơi. Đó, knock out đối thủ nha. Một trong những chiêu thức khá là đã luôn. Rồi, 124. Anh em mình tiếp tục thể hiện kỹ năng với một các bạn level 124 nha. Vô kèo. Chỗ này thì tăng đam. Về cái bé gọi là bé mắt đỏ này thì các bạn biết rồi đó. Sức sát thương của nó nằm ở một cái tầm khá là cao nha. Chỗ này thì mình sẽ mang đến cho các bạn đó là cái thành viên đặc biệt. Quánh chuyên trị dòng Kalma, quánh không trường phát nào ha. Ôi trời căng nha, mất cái giáp rồi. Quánh này là xuyên giáp nè. Ui, xuyên giáp mà còn hạ được tem bạn luôn, nó mới ghê. Lượng sát thương gây ra đến từ bé mắt đỏ này thiệt tình rất là lợi hại nha mọi người. Ây cha, hồi sinh trở lại và bây giờ mình sẽ nhờ đến thành viên này đi. Heroic. Rồi, tới công chuyện ha. Victory, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là xong nhiệm vụ rồi đây các bạn ơi. Đây, U Arena còn win 2 trận. Anh em mình cần cho mấy cái bé rồng nó yêu nhau nữa các bạn. Đó. À đúng rồi, để mình coi cái nhiệm vụ của anh em mình coi là nó bắt mình làm tới đâu rồi ha. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là cho hệ điện với hệ nước là vào khu vực Arena. Hệ nước với hệ lửa. Hệ nước với hệ lửa hả? Rồi đi kiếm hệ nước với hệ lửa cho nó yêu nhau các bạn à. Rồi, nước với lửa. Đây anh em mình kiếm hệ nước cái rồi sau đó sẽ đến với hệ lửa ha. Có luôn. Rồi, chỗ này thì cho đại hai em nào đó đi. Ok, bây giờ anh em mình sẽ đến với cái khu vực Arena. Và mình cần mang là hệ hệ điện. Để mình đi kiếm con hệ điện coi. Đây, cái hệ điện của chúng ta sẽ có là Heroic. Với thành viên này, có cái lượng đam nó cao. Rồi, hệ nước hả? Hệ nước thì chắc có lẽ là mình sẽ kiếm thành viên là Macaron đi. Nó có khả năng hút máu. Rồi, vô kèo. Mời các bạn ước bắt vì sân khấu và bây giờ anh em mình sẽ thể hiện kỹ năng bằng tuyệt chiêu đặc biệt nha. Đầu tiên thì sẽ là cái tuyệt chiêu lụm tên bạn nè. Wow, 267.000 luôn. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ thêm được một lượt đánh nữa kèm cái lượng sát thương. Trời ơi, siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Nó đánh như vậy là tên bạn không có đường để đỡ luôn ấy.
Ý mà mới có một con ra mà nó thể hiện kỹ năng tầm này rồi. Một mình bé mắt đỏ thôi là đủ sức cưng cả ba thành viên team bạn luôn. Quá ghê gớm. Rồi bây giờ thì mấy cái bé này anh em mình bắt đầu mang cái hàng VIP của chúng ta ra được rồi đây. Đây là bộ ba gọi là hàng siêu cấp của team mình. Đó. Vô kèo nè. Mang đội hình này đi là mấy cái con tầm heroic với legend bình thường là anh em mình lùa tốc độ bàn thờ luôn. Bật cái chế độ chiến đấu không mất máu nè. Đó, full cây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với là con này chắc một hit một luôn ấy. Rồi, anh em mình vẫn còn cái giáp nè nha mọi người. Đó, bây giờ mất cái giáp rồi, bây giờ anh em mình bắt đầu lụm nè. Wow, 235 cành luôn. Thành viên tiếp theo thì sẽ là bé chiến binh Ratchun. Con này thì nó cũng là 5 sao rồi. À, chơi trò hút máu đại pháp đi. Rồi, sau đó thì xài chiêu đặc biệt nha. Ôi, búp máu cho cả ba con. Tới công chuyện luôn. Tính ra là Karma nãy giờ chưa ra tay luôn á nha mọi người. Rồi, bắt đầu có một cái độ khó nhẹ khi mà gặp phải Voldos với lại là Heroic Dream. Heroic Dream thì nó sẽ có khả năng hồi sinh đồng đội nha, cho nên nó là phải quýnh cũng cẩn thận nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì ao nhây nhẹ với cái bé Voldos. Ôi, Voldos có skin nhìn cũng đẹp phết nha. Lắm. Thành viên tiếp theo thì ui chà, nó còn cái hồi sinh. Rồi, ok, lần này thì anh em mình lụm luôn. Wow, Heroic Dream ra rồi. Căng nhờ, con Dream này thì anh em mình hạ nó phải gọi là nhanh gọn lẹ tốc độ mới được các bạn ơi. Ôi, 200 mấy chục ngàn. Con này nó giật đam hơi khủng ấy. Rồi, anh em mình có thêm một lượt đánh nữa thì lụm con này nó cũng ok. Nó sẽ hồi sinh lại bé vô đọt quá. Rồi, gặp nhau nữa. Lại là một cái màn gặp nhau. Pha này chắc có lẽ là chơi trò hút máu đi các bạn ơi. Đây. Sau khi mà hút máu xong rồi anh em mình thêm sát thương này nữa chắc đủ nè. Ôi, cay nhờ. Hên là cái con thứ ba này của tên bạn nó không có chiêu gì đặc biệt. Wow. Rồi, qua cửa nha. Sức sát thương đến từ Kalmart cũng khá là ổn áp nha mọi người. Trên 200 ngàn. Rồi, tầm này thì ổn áp luôn. Tên bạn thì có 3 con đều có skin hết. Nhưng mà sức sát thương của anh em mình thì các bạn biết rồi đó, không phải dạng vừa ha. Đầu tiên thì vẫn là khả năng ao nhây nhẹ với tên bạn bằng thêm một lượt đánh nữa hả. Rồi, sát thương nhân 2 thì sao nè. 215. Rồi tầm này mình sẽ cho Kamat ra ao nhây đi ha. Với khả năng đánh lan nữa. Quá là tuyệt vời. Wow, và đây là thành viên bạch tuộc đến từ tem bạn. Thêm một lượt đánh coi thì nó sẽ ổn hơn. Con này là ui chủ quýnh lan. Rồi, nói chung á là đường nào cũng ổn hết. Hiện tại thì thành viên của mình nó khá là mạnh rồi các bạn ơi. Rồi rồi, tới công chuyện đây. Đánh lan nữa nè. Rồi, dòng Heroic bình thường này thì anh em mình khống chế cũng khá là tuyệt vời. Sát thương nhân 2 nè. Wow. Rồi, chỗ này thì anh em mình qua được một cái cửa nữa rồi ha. Victory. Ôi. Rồi, 69, một con 70. Vô luôn các bạn ơi. Nhìn thấy đội hình tên bạn là 69 với 70 là nó cũng xem nhau có một cấp độ thôi. Lớn. 280.000, đam anh em mình không nổi. Rồi, thành viên tiếp theo. Wow, ôi, giật đam nữa 200.000 luôn.
Rồi chỗ này anh em mình phải đổi rồng thôi. Lần này mình sẽ nhờ đến Kamat đi. Đó. Khả năng ao nhây của bé Kamat này cũng ổn đây. Nó không kích hoạt miễn nhiễm ta. Ây cha, tới lượt nó kích hoạt là nó ngụm củ tỏi rồi. Cay thiệt. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là bé Titan ha. Titan Macaron. Giờ chúng ta còn một cái bộ giáp với lại là còn cái khả năng hồi sinh nữa. Wow. Rồi, Victory ha. Chỗ này thì mình nhé nhẹ coi 70. Ui trời 60. Hút máu. Ôi con này nó sát thương nhân 2. Rồi. Ôi kích hoạt mày nhiễm sát thương luôn. Nếu mà xài chiêu thì nó khá là phí, cho nên anh em mình sẽ đổi qua cái con Titan này nha. Wow, 230.000 để hạ một cái con còn có 60.000 máu. Thiệt tình là thiệt tình. Rồi 193. Ôi, con này nó cũng mạnh phết. Rồi, thành viên cuối cùng level là 60. Rồi, có vẻ ổn đây mọi người. Hai thành viên bên trong của mình thì máu nó cũng tuột như phin rồi. Đây, Victory. Kéo cũng được tầm khoảng 6 trận trong khu vực này. Anh em mình đã lên được tới cái mức gọi là 10.000 các bạn ơi. Wow. Cũng kéo lên được cái mức 10.000 điểm rồi. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ thu hoạch 20.000 thức ăn hả? 20.000 thì chỉ cần thu hoạch 2 cái thôi là ổn rồi. Đó, tuyệt vời. Rồi, sau đó thì để mình xem cái nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ là chiến đấu trong khu vực list quá. 3 trận trong khu vực list nha. Wow, đúng 3 trận luôn. Rồi, giao lưu nhẹ đi hen. Ở đây thì chúng ta sẽ có bé mắt đỏ. Wow. À, đúng rồi, thành viên xịn của anh em mình. 25 cành. Sát thương chiêu đặc biệt này nó sẽ đam to hơn là những cái chiêu bình thường nha mọi người. Chẳng hạn như là đam của bé này nó sẽ nằm ở cái mức gọi là 23 tới 25 đi hen. Ui. Gì vậy? Là mình hết cái hồn nhờ. Lắm. Wow, kích hoạt được knockout đối thủ rồi đây. Rồi, Victory. Rồi, cố lên coi hen. Chỗ này thì anh em mình sẽ cho cái bé đầu tiên thì cho bé này ra lụm cưa nhẹ trước cái đã. 21. Ui cha. Căng vậy. Rồi, lần này thì chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu đặc biệt luôn. Wow. Rồi, ổn áp các bạn à. Đây rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với là rồi, để xem coi. Ui, kích hoạt được knockout nữa rồi. Đó, Heroic VIP của anh em mình kích hoạt được knockout là vui rồi các bạn à. Rồi, cố lên cái nữa coi.
Wow, sát thương nhân 2 thì chắc lụm luôn rồi. Victory. Ở đây thì nhiệm vụ đã hoàn thành nha mọi người. Chỗ này thì chúng ta sẽ đến với khu vực arena và cần phải win thêm 3 trận nữa. Hả? Căng vậy, hình như là anh em mình kéo sạch sẽ luôn rồi. Ok, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh Tây một lượt đăng ký nha. Và nhớ like nhẹ video ủng hộ cho anh Tây channel nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.